Son Heung-min xác nhận anh chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương khi thi đấu với tuyển Việt Nam. Lý do vì tiền đạo này muốn được ra sân, chơi bóng trước người hâm mộ Hàn Quốc. Son Heung-min dính chấn thương khi thi đấu cho Tottenham Hotspur, nhưng anh vẫn về tập trung cùng tuyển Hàn Quốc. Tiền đạo 31 tuổi này không thể tập luyện trong 3 ngày đầu tiên, đồng thời vắng mặt trong chiến thắng 4-0 của tuyển Hàn Quốc trước Tunisia. Tuy nhiên, anh đã trở lại đá chính trước tuyển Việt Nam trong trận đấu tại sân vận động Suwon World Cup vào tối 17 tháng 10. Với đẳng cấp đã được chứng minh, Son Heung-min tỏa sáng rực rỡ khi ghi một bàn, kiến tạo hai bàn giúp tuyển Hàn Quốc thắng đậm tuyển Việt Nam 6-0. Đội trưởng của Tottenham Hotspur cũng chính là người khiến trung vệ tuyển Việt Nam Bùi Hoàng Việt Anh bị đuổi ở phút 61. Chia sẻ sau trận đấu, Son Heung-min cho biết anh đã mạo hiểm để ra sân vì muốn được thi đấu dưới sự cổ vũ của người hâm mộ nhà. Son Heung-min tiết lộ, chấn thương là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống của cầu thủ bóng đá. Tôi lo lắng không biết có nên thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay hay không, nhưng tôi không thể chấp nhận việc trở về Hàn Quốc mà không ra sân trận nào trước sự chứng kiến của hàng vạn người hâm mộ. Tôi đã thảo luận với huấn luyện viên Jurgen Klinsmann và nói với ông ấy rằng tôi sẽ tham gia trận đấu này. Tôi không tập luyện nhiều trong những ngày vừa qua và tôi rất biết ơn huấn luyện viên vì đã tôn trọng quyết định của tôi. Bên cạnh đó, Son Heung-min tin tưởng tuyển Hàn Quốc đã tìm lại sự tự tin cùng huấn luyện viên Jurgen Klinsmann sau 3 trận thắng liên tiếp. Trước đó, họ và huấn luyện viên người Đức chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ vì chuỗi trận tệ hại.